Bị chửi bới mặt trời vì ăn chặn từ thiện, Việt Hương đáp trả đanh thép khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Việt Hương là một trong những nghệ sĩ Việt tích cực làm từ thiện, đặc biệt vào mùa dịch COVID-19 hoành hành, cô và ông xã đã bỏ sức và bỏ tiền giúp đỡ cho những người dân vùng dịch gặp khó khăn. Dù làm bằng tiền túi nhưng nữ danh hài vẫn bị mắng chửi và miệt thị vì một bộ phận cư dân mạng cho rằng cô ăn chặn tiền từ thiện. Mới đây nhất, khi đăng ảnh vui vẻ bên chồng con, Việt Hương nhận ngay bình luận vô cùng kém duyên. Người này mắng thẳng rằng con này mặt trơ rồi. Một số khác hùa vào chê bai Việt Hương gian lận tiền bạc từ thiện nhưng làm ra vẻ thanh cao và khá bình thản. Không thể chấp nhận sự xúc phạm vô căn cứ, Việt Hương lập tức đáp trả rằng chị đưa bằng chứng hoặc giấy gửi tiền. Có pháp luật chị lo chi cho cực, lo Tết được gì chưa chị, nếu chị có gửi giấy, chị đưa giấy gửi. Một trả mười cho chị, ăn Tết vui vẻ không quạo, mặt em ra sao ai cũng biết, mỗi mình chị không biết. Buồn một phút mốt, thương và thấy tội nghiệp. Chưa thể nuốt cục tức, nữ danh hài dằn mặt các anti-fan khác rằng lớn ăn nói có văn hóa tí. Chị não có vấn đề à? Chị cho em hay lỡ gửi em 1 đồng em trả chị 10 đồng. Bằng chứng đâu? Có pháp luật mà chị lo chi cho cực. Mà em nghĩ chị chưa chắc cho ai hạt gạo nào đúng không? Mà toàn suy bụng ta ra bụng người, tội chị. Đây không phải lần đầu Việt Hương đáp trả anti-fan về vấn đề ăn chặn từ thiện. Tuy nhiên, thái độ quyết liệt nhưng vẫn giữ sự chuẩn mực trong ngôn từ của cô khiến mọi người nể phục.